Mình có bán logo Porsche. Đấy, anh em nhớ nhá, 911 hay là Taycan hay là 718 bóc tờ, bóc tiếc các thứ thì có thể dán vào đây rất là phù hợp này. Anh em nếu mà thích thì có thể dán vào. Chào anh em. Lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi mới thấy xuất hiện một chiếc xe sedan đến từ Trung Quốc. Mình nhớ là phải từ những năm phải cỡ khoảng tầm 2010 2011 thì những chiếc xe đầu tiên vào Việt Nam chính là những chiếc xe sedan đến từ Trung Quốc. Gần nhất với chiếc xe này thì có lẽ là anh em sẽ hình dung ra là chính là chiếc MG MG5. Thế nhưng mà của phiên bản năm 2011. Hiện tại bây giờ nó vẫn chạy lang thang ngoài đường ở Hà Nội, rất dễ là gặp những con MG5 hoặc là MG3 phiên bản sedan hoặc là phiên bản hatchback vẫn còn đang chạy ở Hà Nội sau 10 năm trời. Và năm nay thì Kylin, nhà phân phối chính thức của BAIC tại Việt Nam, họ mang về chiếc xe này, Beijing U5 Plus, Plus, đọc theo tiếng Việt là Beijing U5 cộng. Đây là một chiếc xe sedan thuộc phân khúc C. Cảm quan ban đầu của mình khi mà nhìn thấy chiếc xe này thì thấy nó có một cái gì đấy nó rất là trung tính, nó rất là dễ nhìn. Phần đầu thì đây, mọi người có thể nhìn khá đẹp, mạ viền mạ chrome, rồi là chất lượng vỏ viết tất cả các thứ rất là ổn. Hệ thống đèn thì là đèn xi nhan thì vẫn là bóng halogen, nhưng mà hệ thống đèn pha cốt thì là bóng LED và có projector. Đây là đèn nhận diện ban ngày. Hệ thống cản trước giống chiếc X7. Biển số radar. Chiếc xe này được phát triển theo hệ thống một cái hệ platform gồm cả xăng lẫn điện. Đây là một chiếc động cơ xăng, và nếu như là một chiếc xe thuần điện thì cái phần đầu này nó sẽ là màu trắng và kín, chứ không phải là có khe hút gió như này. Thật ra ấy, ở Trung Quốc thì người ta cũng có xu thế là thích chạy SUV hoặc là CUV nhiều hơn là sedan. Ở Việt Nam mình cũng vậy. Trong khoảng 5 năm gần đây thì xe Trung Quốc xuất hiện ở Việt Nam phần lớn là những chiếc SUV thôi, chứ không phải là một chiếc sedan như thế này. Thì năm nay đây sẽ là khởi đầu cho một gọi là trào lưu sedan Trung Quốc xuất hiện ở Việt Nam. Sắp tới thì ngoài chiếc xe này ra thì còn một chiếc nữa cũng gần như tương đương, đó là chiếc MG MG5 cũng sẽ sắp sửa ra mắt ở Việt Nam rồi. Cái xe này thuộc phân khúc C, đối thủ cạnh tranh của nó là Mazda 3 này, Kia K5 này, rồi là Hyundai Elantra, rồi Honda Civic, toàn những cái thứ rất là đắt tiền ở bên trên thôi. Và theo như thông tin mà mình nghe qua ấy, thì chiếc xe này sẽ có giá dưới 500 triệu đồng, tức là nó sẽ đánh nhau với cả các chiếc xe thuộc phân khúc B và thậm chí là cả phân khúc A luôn. Thực ra thì xe Trung Quốc ở Việt Nam ấy, nếu như mà xe hạng C mà giá hạng C thì có lẽ là sẽ rất khó cạnh tranh với cả các cái đối thủ cùng phân khúc, thì xuống dưới một hạng, có cái giá dưới một hạng thì mình nghĩ là sẽ rất là ổn với một chiếc xe có thương hiệu đến từ Trung Quốc. BAIC hay là Beijing thì nó quá nổi tiếng ở Việt Nam rồi. X7 thì thậm chí là bây giờ người ta còn không nhận cọc nữa, bởi vì là người ta lo lắng về cái chuyện là xe sẽ không kịp giao cho khách hàng trước Tết vân vân. Nó bán phải, theo như thông tin mình có thì chắc là cũng phải từ năm sau khoảng hơn 1 năm ra mắt thì cũng phải vài nghìn chiếc X7 xuất hiện ở Việt Nam rồi. Mọi người cứ bảo là ế, người bảo là nó thế này thế kia, nhưng mà đấy, nó là rõ ràng. Bây giờ thì MG, một hãng xe Trung Quốc khác, cũng xuất hiện nhiều hơn ở trên đường rồi. ZS thì cũng chạy rất là nhiều ngoài đường rồi. Sắp tới thì họ ra con MG5 nữa cũng rất là hot. Kích thước và mọi thứ nó sẽ giống hết con xe này. Chiếc xe này là thuộc phân khúc C, dài 4,6 m, trang bị động cơ 1.5 hút khí tự nhiên, hộp số CVT, 112 mã lực và khoảng hơn 140 Newton trên mét lực kéo. Mình chạy thử thì cũng thấy khá là ok. Vành sơn hai màu. Kích thước là 205 55 R16. Ui. 205 55 R16. Ra với những cái xe hạng C thì trang bị vành 16 là tương đối phù hợp. Với lốp dày thì nó sẽ đảm bảo cái khả năng cách âm nhiều hơn. Động cơ thì nó cũng không phải là mới lắm, thế nhưng mà mình nghĩ là với một cái xe như thế này thì trang bị động cơ như thế và cái công suất như vậy nó cũng là vừa phải.
nó không phải là xe đua, nó là một chiếc xe chạy bình thường trong phố hàng ngày thôi, cũng có thể đi lên cao tốc tất cả các thứ. Đây nhìn qua sơ thì cũng thấy là hệ thống xi nhan trên gương này, rồi là cam 360 tất cả các thứ. Mình có bán logo Porsche. Anh em nhìn cái hệ thống đèn đằng sau này thì nó giống y hệt trước Beijing X7, một dải LED chạy kéo dài thẳng đuôn từ bên này sang bên kia. Mình có bán logo Porsche. Đấy, anh em nhớ nhá, 911 hay là Taycan hay là 718 bóc tờ bóc tiếc các thứ thì có thể dán vào đây rất là phù hợp này. Anh em nếu mà thích thì có thể dán vào. Đây, mọi người có thể nhìn thấy cái cản dưới này của phần đằng sau, nó là màu trắng và nó có một vài cái hoa văn. Thì ở trên chiếc xe điện, của phiên bản điện của chiếc xe này ấy, thì cái phần này nó sẽ thay cho cái phần đen đằng trước và nó kín hoàn toàn. Cái xe này có một cái đít đẹp, một cái đít rất là đẹp, thực sự một cái đít rất là đẹp. Mình sẽ mở cái đèn LED lên cho anh em xem. Đèn LED chưa? Đó, một cái dải LED chạy dài theo đúng kiểu trend hiện tại, xi nhan đuổi từ trong ra ngoài. Hệ thống cảm biến, 4 cảm biến phía sau. Đèn thì cũng theo một cái phong cách hiện tại khá nhiều xe áp dụng, đó là dải đèn chạy từ phần hậu lên phần thân xe. Một chiếc sedan nếu mà anh em nhìn nó có cái gì đấy rất là trung tính và đơn giản, nó không có cái gì quá cầu kỳ cả. Rồi, mình sẽ lên phần nội thất luôn. Đấy, anh em nhìn cái cánh cửa này, đây là nhựa giả carbon, rồi là tất cả những cái chi tiết mạ chrome cũng như là nhựa cũng như là bọc da thì mình nghĩ khá là ổn và cao cấp, chắc chắn, da đẹp. Cánh cửa cũng khá dày, dày có lẽ là gần bằng con E34 của mình ấy. Khi mà vào trong xe thì anh em sẽ được nhìn luôn một cái màn hình rất là quen thuộc xuất hiện ở trên chiếc Beijing X7, gần như là cái phong cách của Beijing ở trong cái thời điểm hiện tại luôn. Đấy, một cái dải màn hình dài kéo gần hết một nửa cái táp lô xe. Độ phân giải thì rất là cao. Cái xe này thì nó được trang bị rất nhiều tính năng an toàn. Tất nhiên nó không được như X7, nhưng mà nó cũng có đầy đủ những thứ, ví dụ như là cảnh báo điểm mù, ví dụ như camera 360, ví dụ như là phanh tay điện tử, rồi là auto hold, đủ thứ. Đây là cái phiên bản cao cấp nhất hiện tại xuất hiện ở Việt Nam. Nó còn một cái phiên bản 1.5 turbo thì máy nó mạnh hơn nữa. Và ở đây nó sẽ có cái phần sạc không dây. Màn hình này thì nó cũng là một cái màn hình Android thôi, cũng có thể cài đặt đầy đủ như trước Beijing X7, xem YouTube, rồi là xem TV, rồi là điều khiển xe bằng AI, tất cả các thứ. Xe Trung Quốc đương nhiên là lâu lắm thì mình nhìn mới thấy một cái xe Trung Quốc mà không có cửa sổ trời toàn cảnh mà chỉ có một cái cửa nóc thôi. Đấy, kính thì là chỉnh tay, cơ. Đây là hộc để kính, khá ổn. Mọi người nhìn cái chất liệu thành hình thành những cái xe này. Này, đây là cái phần da sờ rất là thích. Nó nhìn nó có vẻ như là da lộn nhưng mà rất là mịn màng. Nó kéo dài hết cả cái táp lô này. Ồ, cái này sờ thích thật sự luôn, cái da này. Da này khá là hay ho ấy. Mọi thứ thì chắc chắn, đương nhiên rồi. Cái phần này nó cũng mềm mềm như kiểu là mút, giống như X7. Họng gió điều hòa rất là ok. Đấy, đến phần cái ghế này, anh em có thể nhìn thấy cái ghế. Ghế này là ghế thể thao. Nó có tựa đầu cứng rất là cao. Ghế thì ôm lưng, thực sự là thích. Ghế này phê anh em ạ. Ghế này ngồi khá là thoải mái này. Nhưng nó lại là ghế cơ hoàn toàn, chứ không chỉnh điện cả hai bên. Đấy. Vô lăng thì thò thụt. À, vô lăng này chỉ có lên xuống thôi chứ không có thò thụt. Xe thì trang bị cruise control, rồi là cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang. Nói chung là khá nhiều những cái tính năng an toàn vừa đủ để trên xuất hiện trên một chiếc xe hạng C mà giá rẻ. Dưới 500 triệu cái xe này thì có lẽ là không, ở Việt Nam không có cái xe nào bằng được về nội thất hay tất cả các thứ. Mà những cái trang bị nội thất ở trên Beijing thì rất nhiều những chiếc xe trước đấy đã chứng minh được, kể cả những chiếc Q7 từ cách đây khoảng 4 năm
thì nó cũng rất là tốt rồi. Rồi là X55, rồi là các thứ, khá ổn. Ra ghế sau thử xem nó có rộng không. Cái ghế này là mình đang ngồi này. Mẹ, cửa đóng thùng thụp luôn. Giả carbon. Ở trên đầu thì còn khoảng 2 nắm đấm nữa. Ra ngồi rất là thoải mái. Hạng C mà. Hạng C thì nó rộng rồi. Còn khoảng hơn 20 phân nữa. Xe này thì không có cửa gió điều mặt sau. Thế nhưng mà ở bên dưới nó có một cái hệ thống thổi lên. Ở đây thì có cổng sạc USB. Tuy là không có tựa đầu điều chỉnh được ở phía trước, nhưng mà lại có tựa đầu điều chỉnh được ở phía sau. Cái dáng xe sedan này nó khá là vuốt ra đằng sau, thành ra là cái phần ngả đầu ra đằng sau thì nó khá là đấy, mình ngồi như người như mình ngồi cảm giác là nó hơi chạm lên đến trần. Thế nhưng mà vị trí ngồi là khá là thoải mái, không có bệ tì tay ở giữa. Mọi thứ này thì đều có thể độ được cả. Ổn. Chạy rất lưng cầu trước nên là cái phần này nó thấp thì đương nhiên rồi. Ấy à, nội thất của cái xe này thì thích nhất là cái phần ở đằng trên, ghế thể thao, rồi cái phần táp lô thì bọc da sờ rất là sướng, chất liệu rất là ok. Nút start stop khá đẹp. Nếu mình thật sự là mình vẫn thích cái phần dán da này ở trên trước U5 Plus này. Đó, anh em có thể thấy này, cái phần màn hình của xe rất là ok, mượt mà. Đây là phần điều hòa. Điều hòa thì chỉnh rất là nhạy. Đấy, nhiệt độ này, auto, điều hòa tự động một vùng thôi. Phần trên chỉnh gió. Phần trên đồng hồ công tơ mét thì nó khá là đơn giản. Có cảm biến áp suất lốp, rồi là các thứ thông tin. Đây là màn hình hỗ trợ lái này. Cảnh báo lệch làn, tất cả các thứ nó ở trên này. Cái nút bấm này của nó giống Tesla đúng không ạ? Rất giống Tesla luôn. Đó, đó là cái bàn di này. Và khi mà mình trái phải thì là không phải là ấn vào đây mà là lắc. Lắc trái, lắc phải. Đấy. Rất giống Tesla. Khá là dễ điều khiển, nó cũng không có quá nhiều thông số ở trên này. Nhưng mà mình khi mình chỉnh sang đây thì là để chỉnh bên này rồi. Ok. Rồi, sẽ vận hành thử luôn. Cam 360. Cái cam 360 của chiếc xe này thì đây này. Khi mà lên thì nó sẽ hiện lên những cái cảnh báo va chạm. Đấy. Cam 360 của con này thì nếu mà so với cả Beijing X7 thì độ phân giải nó không bằng. Nhưng so với những chiếc xe cùng phân khúc ở Việt Nam thì nó cũng là quá nét rồi. Cái hình ảnh 3D này nó mượt mà luôn. Rồi mình sẽ chạy thử xem như thế nào. Động cơ 1.5 112 mã lực. Cái nước ga đầu thì rất là nhạy, khá là nhạy, nhẹ nhàng. Một số CVT. Đấy là cái cấu hình chung của những chiếc xe hiện tại bây giờ. Nghe nói là con MG5 đợt tới này ra mắt ở Việt Nam thì theo như cái không biết là họ mang bản gì về. Chứ nếu như mà mang bản 1.5 hút khí tự nhiên về thì cấu hình cũng như con này, cũng khoảng hơn 110 mã lực. Và ui, ở đây nhiều dê không này. 110 mã lực và trang bị lực kéo nó cũng là ná theo thông số ở đấy. Ở những cái bản cao cấp hơn, ví dụ như là 1.5 turbo thì sẽ mạnh hơn nhưng mà sẽ đắt tiền hơn. Ui, con ruồi hết vãi, ruồi quay ra. Mình đang di chuyển ở trên khu du lịch Hòn Dấu Resort Đồ Sơn Hải Phòng. Mặt đường thì khá đẹp, xe chạy thì cũng được đấy. Cách âm chạy ở tốc độ 60 km ở trên mặt đường đẹp này thì cách âm ổn. Thực ra những cái xe này thì mình nghĩ là về phần cách âm thì sẽ không có gì phải đáng để phàn nàn đâu, vì nó sẽ tốt thôi.
rồi. Chuyển sang S nào. Được. Chạy con này thì không cần phải bọc vô lăng đâu, bởi vì là kích thước của vô lăng này nó khá to rồi, cảm giác cầm cũng thích. Nếu mà chạy ở cái tốc độ bình thường này thì chỉ nghe thấy tiếng động cơ lưu diêu phản hồi vào trong tai thôi, chứ còn không nghe thấy tiếng bất cứ tiếng gì khác. Động cơ này nó mình đánh giá là nó không cao, thậm chí có thể nói là thấp thôi. Thế nhưng mà có lẽ là nó phù hợp với cả cái nhu cầu đi lại hàng ngày của mọi người, cũng như là để tiết kiệm nhiên liệu khi mà anh em mua về để chạy dịch vụ chẳng hạn, thì cũng khá ổn. Chạy ok phết. Báo điểm mù thì hiện lên ở trên gương. Rồi mọi người sẽ thấy là dần dần cái câu chuyện xe Trung Quốc ở Việt Nam nó sẽ không còn bị quá kỳ thị như kiểu ngày xưa nữa. Nó rất là bình thường rồi. Bây giờ chạy xe Trung Quốc thì mới là người có tiền. Thì đấy là cái câu chuyện trước đây, nhưng mà có thể là hiện tại thì nó sẽ xe Trung Quốc nó sẽ là những cái xe để anh em chạy, có thể chạy dịch vụ được online, thì nó cũng là một cái hay. Lâu lắm rồi mới đi xuống đến biển, đây là biển Đồ Sơn, phải tới một năm rồi mới nhìn thấy biển ấy. Riêng con màn hình này thì nó đã ăn đứt tất cả những cái xe cùng phân khúc rồi, thật sự. Màn hình này rất là tuyệt vời luôn. Con này vớ vẩn còn chạy Gymkhana các thứ được chứ không đùa đâu. Thật đấy, mọi người thấy không? Những cái lâu lắm rồi mới được sờ vào cái cần số nó kiểu như thế này. Nói gì thì nói, cái cần số kiểu cơ bản như này vẫn thích. Vẫn là những người lái xe thì nó có một cái gì đấy để người ta cầm lên, sờ lên, mân mê khi mà di chuyển trên đường. Nó như là một cái đồ chơi mà giống kiểu những cái xoay xoay tay này.
thì mình cầm cái cần số mình mân mê cũng thích. Nói chung là như vậy. Em có thể để hình dung ra là bây giờ chạy một chiếc sedan như này, hàng ngày đi làm, xăng nó hết khoảng tầm 6-7 lít trăm cây, ở trong phố rộng rãi, chở gia đình, cuối tuần thì cũng có thể đi chơi xa được mà giá nó lại rẻ. Nếu mà dưới 500 triệu thì anh em chỉ có thể mua được Mitsubishi Attack rồi là Kia Soluto thôi. Nó có kích thước còn nhỏ hơn con xe này, con xe này hạng C cơ mà, 4m6 là ngang với cả Kia Seato K5 rồi, là quách đi chứ. Cửa nắp đầy đủ, không thiếu cái gì cả. Màn hình Android, chạy được YouTube rồi là xem TV. Muốn gì nữa? Ngon mà, thậm chí là mua con này về cho thuê tự lái cũng được. Ổn phết đấy. Một thời gian dài, ô tô Trung Quốc trồi sụt ở Việt Nam. Và có lẽ là trong tương lai gần thì nó sẽ bùng phát dữ dội đấy. Mình chờ đón chiếc MG5 của MG. Con đấy thì có cái vẻ bề ngoài nhìn nó rất là thể thao, nó giống mẹc CLA hay gì đấy, trông ngoách lắm. Trang bị các thứ nội thất thì cũng khá ok. Nếu như mà bên nhà phân phối Tan Trông họ bán giá tốt, khoảng nhỉnh hơn 500 triệu một tí, thì là có lẽ là cũng sẽ bán chạy. Mình nghĩ như vậy. Thế còn vẫn ngáo giá như cái hồi mới ra ZS thì với cả HS thì lại ế thôi. Đấy là chuyện quá bình thường. Người Việt Nam mình thì được cái là cũng không phân biệt thương hiệu lắm đâu. Cứ xe rẻ là người ta mua thôi. Xe Trung Quốc thì không thể đắt được. Vì cái tiền là thương hiệu nó tốn, nhưng mà thương hiệu mà ít người biết đến thì đương nhiên là nó rẻ rồi. Vậy thôi, có lẽ là một cái chia sẻ ngắn về chiếc Beijing U5 này. Đọc là U5 cho nhanh thôi, thế nhưng mà đây là cái phiên bản vừa mới ra mắt ở triển lãm năm 2021 thôi. Nó cũng rất là mới ở Trung Quốc, nó là bản nâng cấp với cả phiên bản cũ. Nó cũng... Tức là gì? Tức là vì Keylin là nhà phân phối chính thức nên là hầu hết những cái bản, những cái xe phiên bản mới nhất vừa ra mắt ở thị trường Trung Quốc một thời gian ngắn thì cũng sẽ đều xuất hiện ở Việt Nam. Đấy là một cái mình đánh giá rất là cao và luôn luôn có mức giá tốt. Vậy thôi, một cái chia sẻ ngắn để giới thiệu với anh em về chiếc xe mới nhất của Beijing tại Việt Nam. Bệ thì tay khá ổn, rộng rãi này. Mình rất là nhiều những cái ngăn nhỏ để mà sờ mó. Vậy nhá, thế nhá. Sắp tới thì sẽ có giá chính thức của cái xe này, thì mình sẽ edit thêm ở bên dưới. Và năm 2022, đại dịch trôi qua, kinh tế quay trở lại thì mọi người sẽ có nhiều lựa chọn hơn để mua ô tô phục vụ mục đích kinh doanh cũng như là sinh hoạt gia đình ở trong cái thời gian tới. Rồi, chào anh em, chúc anh em mạnh khỏe, sắp sửa Tết đến nơi rồi. Bye bye.